em nhờ các anh chị em tìm cho em thằng mặt dày này, nó lĩnh vào tiệc nhà em, nhấc mấy cái phong bì, thiệt hại chắc không lớn nhưng nó gây ảnh hưởng đến tâm lý và cũng muốn cảnh báo cho cộng đồng khi nhớ mặt nó. Chắc nó cũng quen mùi rồi, nó lượn vài vòng, người nhà em gọi nó bảo em chờ người ra lấy đồ. Xong rình lúc nhà em làm lễ, nó dám mở thùng nhấc phong bì. Nó kịp nhấc mấy cái thì thấy có bạn bè em chụp ảnh nó mới lĩnh đi mất. Nam thanh niên dùng bàn tay hư lấy trộm tiền trong đám cưới. Qua đây, cảnh báo mọi người dù bận tiệc cũng phải có người đứng canh thùng quà đựng tiền hay quà để tránh những mất mát không đáng có. Nhờ 500 anh em tìm thằng mặt dày này, rất tiếc không chụp được mặt nó vì bạn em lại tưởng người nhà, nhưng biển số xe lấy từ camera thì rất rõ đây à. Lễ cưới bị lấy mất phong bì thì sao e trả lễ cho người ta được, đại diện gia đình mất tiền chia sẻ trên mạng xã hội. Nhà có việc, trong không khí rộn ràng tiệc tùng, hẳn là gia chủ nhiều lúc không bao quát hết tình hình. Lợi dụng sơ hở này, kẻ gian trà trộn vào dàn khách mời và thực hiện hành động trộm cắp. Câu chuyện cũng là bài học cho những gia đình đang trong thời gian tổ chức hiếu hỉ. Kẻ gian có mặt khắp mọi nơi, chỉ cần ngừng cảnh giác và không có phương án bảo quản tài sản là các gia đình rất dễ mất của.